Thằng Duy đâu ấy nhở? Chắc lại đang ngáo ảnh. Khổ, thấy sống ảo lắm. Để tôi đi tìm. Mũ thằng Duy. Kêu. Nạn nhân tên Duy, địa điểm là khu rừng bỏ hoang cách xa khu dân cư. Tất cả đều là nghi phạm. Lấy lời khai. Rõ. Thi thể bị biến dạng một cách rất đáng sợ, mất phần đầu. Bức ảnh được chụp cuối cùng trên điện thoại nạn nhân. Là kẻ giả dạng con người. Những ai gặp nó đều sẽ bị áo.